Buổi đấu giá được tổ chức tại cửa hàng Prop ở Santa Clarita. Đây là phiên đấu giá lớn nhất từng diễn ra tại đây. Chiếc đũa phép và kính mắt của Harry Potter được Daniel Radcliffe đeo trong quá trình sản xuất phần phim Harry Potter và bà bối tử thần, hứa hẹn sẽ là một trong những món đồ được săn lùng nhiều nhất. Đây là lần đầu tiên kho lưu trữ của Warner Brother đưa đũa phép và kính của Harry Potter ra đấu giá. Điều đang nói là 100% số tiền thu được từ hai vật phẩm này sẽ được dùng cho hoạt động từ thiện. Chúng được định giá từ 30.000 đến 50.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Những nhà sưu tập cũng có thể tìm thấy tại đây kỳ vật từ những bộ phim như Kẻ hủy diệt hai, Người rơi, Top Gun. Buổi đấu giá sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 tới.